Thân ái kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn học viên sẽ test dây âm tường nó như thế nào. Và xin thưa với các bạn đó là mình đây là những cái cặp thông. Anh xin lỗi rồi, mà đi số 1 đi số 2. Ok, anh hiểu rồi. Thì bây giờ đó mình sẽ xác định cái đầu dây nào bên này để mình gắn được công tắc hai quay. Bật một cái là cái đèn ở trên này nó sáng các bạn. Một nửa sáng, rồi thêm một nửa sáng, rồi hai cái đèn đầu giường thì các bạn thấy hai cái đầu dây chưa? Thì như vậy là mình có ba cái công tắc hai quay. Thì mình sẽ hướng dẫn sau, bây giờ mình xác định là đo dây âm tường như thế nào. Thì thưa quý vị đó, mình nói rằng là đi dây điện âm tường khó sửa chữa và khó khăn, nhưng thưa quý vị nói đó là không đúng. Nếu như mình đi đúng, mình rút dây ra được, cái này mình mới vừa được kéo dây ha. Mình rút ra được nha. Thì mình kéo là đúng. Rồi bây giờ mình xác định những sợi dây. Và là cầm đợi sợi số 1, em dò sợi số 1 đi. Mình dùng không dùng đồng hồ cầm con led được rồi. Rồi em xác định con dây 1 bên đó đây. Em chuẩn bị đem dây không? Rồi. Cầm đi. Rồi. Rồi, sợi đây. Thì quý vị nhìn đây nè. Rồi, xác định được ra đeo số 1 vô. Số 1. Đúng rồi. Thì 1 đi với 2 nhá. Được không? Rồi 3 đi với 4, rồi 5 đi với 6 là đang ngay. Rồi. Tiếp tục sợi số 2. Mình sẽ test nằm ở trong tường mình biết hết nha các bạn. Rồi đeo sợi số 2 vô đây. Nhấp nhả nó một cái là biết liền thôi. Rồi mình thuận chụp vô bên kia đi. Cái đèn led không? Rồi, số 3 đi. Rồi. Rồi bây giờ các bạn này để em nữa nè. Em đúng là em chụp em qua nhiều lần mới ra sợi dây đúng không? Dạ. Rồi ok, các bạn thấy chụp nhấp nhả này. Bây giờ mình xác định được dây. Đây là cái cách mình test dây trong trường mà không dùng đồng hồ các bạn. Tại vì lý do nó nặng. Rồi ok, sợi số 2, số 3 gì đó. Số 4. Mình đo nó ra hết các bạn. Rồi số 4. Các bạn có thấy đèn sáng không? Rồi ok, rồi. Đeo vô đây, tay là số 5. Ở đây chủ nhà bắt mình phải đeo số hết các bạn. Mà mình đưa quy trình sẵn rồi. Rồi. Ok chưa? 6. Chủ 6. Dây cuối cùng. Dây đỏ thì bên đó biết rồi, khỏi cần test luôn đúng không? Rồi ok. 6 dây chưa? Kiểm tra lại sợi dây đỏ có bị lộn không? Còn sợi dây đỏ đâu? Sợi đỏ, không, sợi đỏ không phải đâu em. Nhìn đây nè, sẽ nhập ngay đây nè. Sợi em cầm lên tay nè. Tại vì nhìn cái hướng nó xuống nè, thấy không? Đây nè, nhìn đây nè. Rồi, ok chưa? Rồi, ok. Rồi quý vị sẽ nhìn thấy là test dây âm tường. Sau này mình sẽ chuẩn bị nữa. Mình sẽ tắt công tắc hai quay và đèn sáng cho quý vị sẽ nhìn thấy xem sau nha. Ok, chúng ta sẽ gặp những video sau. Chào khán giả đi. Chào các bạn.